Trẻ em tham gia trại hè năng lượng Nestle Milo xây dựng ý chí và sức khỏe. Mùa hè năm nay, vợ chồng anh Nguyễn Nhất Linh, Quy, 7, thành phố Hồ Chí Minh, không còn lo lắng khi con gái 10 tuổi chỉ dán mắt vào điện thoại và TV. Họ đã đăng ký cho con tham gia khóa học bóng rổ tại trại hè năng lượng Nestle Milo trung tâm rèn ý chí. Dù ban đầu bé My không có hứng thú với thể thao, nhưng sau khi bắt nhịp với các bài tập, cô bé hào hứng tập luyện và không ngại thử sức với nhiều bài tập mới. Cùng các bạn và sự hướng dẫn của thầy giáo, bé thậm chí tự xin bố mẹ mua bóng để tự tập thêm tại nhà. Cảm nhận thấy sự tiến bộ khi thấy bạn bè ghi nhiều bàn thắng, My đã quyết tâm theo đuổi và chia sẻ mong muốn này với gia đình. Sau khoảng thời gian tham gia trại hè, vợ chồng anh Linh thấy rõ ràng rằng hoạt động thể thao đã giúp con rèn tinh thần quyết tâm và ý chí bền bỉ một cách hiệu quả. Trại hè năng lượng Nestle Milo trung tâm rèn ý chí là một sự kiện thường niên mang lại giải pháp cho phụ huynh Việt, giúp con cái phát triển ý chí và sức khỏe thông qua hoạt động thể thao. Trại hè diễn ra từ 20 tháng 6 đến 31 tháng 7 tại 20 trung tâm thể thao ở 6 thành phố lớn, thu hút hơn 20.000 trẻ tham gia. Đây là một phần trong chiến dịch có chí thì nên của Nestle Milo với mục tiêu xây dựng ý chí cho tương lai Việt Nam. Bà Philomena Tan, giám đốc ngành hàng Milo và sữa Nestle Việt Nam, chia sẻ, có chí thì nên là một nguyên tắc quan trọng trong văn hóa Việt Nam, nhưng xây dựng ý chí không phải dễ dàng, đặc biệt với trẻ em ngày nay. Qua chiến dịch này, chúng tôi mong muốn tăng cường nhận thức của các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của ý chí trong sự phát triển của trẻ. Tạo điểm sáng, bức tường ý chí và sự khích lệ thể thao cho trẻ em. Dự án khởi đầu với việc chia sẻ câu chuyện về ý chí mạnh mẽ trong thể thao của các vận động viên SEA Games là minh chứng cho vai trò quan trọng của ý chí trong sự thành công của họ. Tiếp theo, phóng sự có chí thì nên tập trung vào cuộc trò chuyện của những bà mẹ hiện đại. Phóng sự này đã thu hút hơn 365.000 lượt xem và gây ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội, đẩy mạnh sự quan tâm của phụ huynh Việt về vấn đề ý chí và thể thao, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thể thao trong việc giúp trẻ em rèn luyện ý chí. Nhận thức về những nỗ lực đáng khen ngợi của trẻ, dù lớn hay nhỏ, Nestle Milo đã triển khai hoạt động Bức tường ý chí, nơi ghi lại những cống hiến và ý chí kiên trì của trẻ trong lĩnh vực thể thao. Hoạt động này tập trung vào việc trình diễn những thành tích thể thao của trẻ trực tiếp trên màn hình LED tại các trung tâm thương mại từ ngày 10 đến 21 tháng 7. Với hơn 10.000 phụ huynh tham gia trên khắp Việt Nam, hoạt động này đã ghi lại những hành trình rèn luyện ý chí thông qua thể thao của các con, từ việc chạy bền 100m cho đến bơi thêm 3 vòng hồ. Bằng cách này, Nestle Milo mong muốn truyền cảm hứng và khích lệ phụ huynh cùng con rèn luyện ý chí thông qua thể thao và xây dựng thế hệ ý chí. Ngoài ra, nhãn hàng còn hợp tác chặt chẽ với các tổ chức thể thao trong nhiều giải đấu học đường như Hội khỏe phù đồng, Festival bóng rổ học đường cùng các giải Vo Vinam, Aerobic và bơi lội, đồng thời tài trợ thiết bị thể thao như trụ bóng rổ, khung thành cho nhiều trường học trên cả nước. Họ cũng khởi xướng việc trao học bổng, có chí thì nên, cho đội bóng nhí U11, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ tham gia vào hoạt động thể thao. Nhằm khuyến khích tinh thần thể thao mọi lúc mọi nơi, Học viện Thể thao Milo Active đã giới thiệu một chuỗi bài học trực tuyến do các huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn.